Kính thưa quý vị, trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về một căn bệnh rất thường gặp trong xã hội ngày nay, đó chính là ngưng thở khi ngủ. Vậy thì nguyên nhân do đâu dẫn đến căn bệnh này? Chúng ta có những cách nào để điều trị và dự phòng? Và để trả lời tất tần tật cho quý vị hiểu rõ hơn về căn bệnh ngưng thở khi ngủ, thì bây giờ Thanh Ráp mời quý vị cùng gặp gỡ và trò chuyện cùng với Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Trương Khương, là giám đốc chuyên môn của bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Dạ, xin được kính chào bác sĩ Khương ạ. À. Xin chào MC Thanh Ráp. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, xin một lần nữa trân trọng cảm ơn bác sĩ Khương ngày hôm nay nhận lời đến với trường quay của lô bác sĩ để mà tư vấn cho một cái chủ đề rất là hot hiện nay. Và ngay câu hỏi đầu tiên Thanh Ráp muốn gửi đến nhờ bác sĩ có thể tư vấn cho tất cả quý vị hiểu rõ hơn là ngưng thở khi ngủ thực chất nó là một cái căn bệnh như thế nào và nguyên nhân do đâu dẫn đến căn bệnh này thưa bác sĩ Khương. À, cái bệnh lý mà ngưng thở khi ngủ à, do tắc nghẽn đó là một cái bệnh lý mà do cái đường hô hấp của chúng ta nó bị hẹp lại à, trong lúc ngủ thì mới ban đầu thì đường hô hấp nó hẹp bán phần thôi thì lúc đó nó sẽ làm rung các cái cấu trúc ở bên trong đường hô hấp và nó tạo ra tiếng ngáy thì nếu như mà cái đường hô hấp trên nó sẽ hẹp toàn phần và nó làm tắt hoàn toàn cái đường hô hấp thì nó làm cho cái cơ thể chúng ta không thể thở được nữa thì lúc đó chúng ta có những cơn ngưng thở thì theo định nghĩa là cái cơn ngưng thở đó nếu mà kéo dài trên 10 giây thì được gọi là một cái cơn ngưng thở và nếu mà trong một tiếng đồng hồ mà có trên 5 cơn thì có gọi là bệnh lý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Dạ. Yeah. À, thưa bác sĩ khương con người chúng ta là sống là phải có hơi thở có nhịp đập nhưng mà nhắc đến căn bệnh của nó có từ ngưng thở khi ngủ vậy thì ngưng thở khi mà chúng ta đang ngưng thở rồi và suốt một cái thời gian dài như vậy chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời thì những cái biến chứng nào có thể xảy ra trên người bệnh thưa bác sĩ khương thì cái bệnh lý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn đó là một cái bệnh lý nó rất là nguy hiểm mà lúc trước đây thì ai cũng nghĩ rằng ôi ngáy hay là lâu lâu thấy có cái cơn ổng giật mình rồi vậy đó thì người ta cứ nghĩ đó là một cái chuyện bình thường thôi và không có được đi thăm khám cũng như không có được chữa trị một cách à, phù hợp thì cái và ngưng thở khi ngủ thì nó sẽ diễn tiến theo thời gian dần dà nó sẽ đưa tới là người bệnh sẽ bị cao huyết áp này bị tiểu đường này bệnh lý mạch vành này và có thể dẫn tới đột quỵ ngoài ra thì nó còn gây những cái hậu quả khác về xã hội chẳng hạn như ngáy nhiều quá thì làm cho gia đình sẽ không hạnh phúc và ngáy ngưng thở khi ngủ thì người ta tối người ta không có ngủ được đó nên ban ngày người ta rất là buồn ngủ từ đó nó kém tập trung trong cái công việc và dễ gây ra những cái tai nạn giao thông tai nạn lao động và sau cùng là khi mà ngưng thở khi ngủ thì làm cho giảm cái sức khỏe toàn bộ của cơ thể do vậy nên nó làm giảm đi cái sinh lý Dạ, đối với những cái biến chứng nguy hiểm như vậy như bác sĩ Khương vừa liệt kê nếu như chúng ta không phát hiện sớm và điều trị kịp thời vậy thì quan trọng nhất là chúng ta phải phát hiện căn bệnh này ngay từ cái giai đoạn sớm vậy thì có những cái cách nào để phát hiện căn bệnh ngưng thở khi ngủ thưa bác sĩ Khương? À thì cái này thứ nhất là nó có hai 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 việc nếu mà chúng ta mà ở xa những cái trung tâm y tế lớn đó, và chúng ta chưa có thể đến uh, cái trung tâm y tế để đo được cái đa ký giấc ngủ là một cái tiêu chuẩn vàng trong chuẩn đoán cái bệnh lý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn thì chúng ta cũng có thể ở tại nhà mình và chúng ta tự tầm soát bằng ba cái triệu chứng chính rất là đơn giản đó là thứ nhất là có ngáy to hay không thứ hai là có những cơn ngưng thở mà được người thân chứng kiến hay không và cái thứ ba là có buồn ngủ ban ngày hay không nếu chúng ta có ba cái triệu chứng đó thì gần như chúng ta phải bắt buộc đi tới một cái trung tâm y tế ở đó có cái máy đo đa ký giấc ngủ để chẩn đoán xác định là chúng ta có bệnh lý ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn hay không và ở mức độ nào để từ đó có cái kế hoạch điều trị phù hợp. Dạ, yeah. Thanh Rác cũng thắc mắc một điều là liệu rằng đối với chúng ta thì ai là những cái nhóm người dễ mắc phải cái căn bệnh này thưa bác sĩ? Thì cái bệnh lý mà ngáy và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn này thì thường hay gặp ở cái những người mà béo phì này. Yeah. À, những người có những cái bất thường về ở sọ mặt, ví dụ như cầm lẹm, hay là khẩu cái cao, lưỡi to, hay là những có những cái bất thường ở trong cái đường của tai mũi họng, chẳng hạn như polyp mũi này, vẹo vách ngăn này, hoặc là có những cái bất thường ở thanh thiệt và đáy lưỡi. Dạ, vừa nãy thì bác sĩ cũng nhắc đến một cái biện pháp là đo đa ký giấc ngủ để mà phát hiện sớm căn bệnh này thì xin phép nhờ bác sĩ có thể giải thích cho thanh ra cũng kể cả như là quý vị có thể hiểu rõ hơn phương pháp đo đa ký giấc ngủ là gì và những ai thì họ cần phải đo cái phương pháp này thưa bác sĩ. Thì đo đa ký giấc ngủ là một cái phương pháp để chẩn đoán à cái giấc ngủ của mình, từ đó ra cho ra rất là nhiều cái thông số. Thì trong cái đo đa ký giấc ngủ thì người ta đo điện não này, điện cơ này, điện tim này điền động mắt này, rồi đo cái luồng khí khi ngủ, đo cái chuyển động ngực bụng này, và để từ đó người ta sẽ chẩn đoán được dựa trên cái thông cái chỉ số là ngưng và giảm thở để chẩn đoán cái bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Dạ, và khi mà chúng ta đã đo ra kết quả rồi thì sẽ giúp các bác sĩ biết những thông tin nào khi mà bệnh nhân chúng ta vừa đo để cung cấp cho các bác sĩ trong quá trình chúng ta chẩn đoán thưa bác sĩ Khương thì dựa vào cái kết quả mà đo đa ký giấc ngủ đó thì có cái chỉ số gọi là chỉ số ngưng và giảm thở. Yeah. Thì nếu như cái chỉ số này mà nó nhỏ hơn 5 thì có nghĩa là cái người đó bình thường. Còn nếu như cái chỉ số ngưng và giảm thở là từ 5 đến 15 thì có nghĩa là cái người này bị ngưng thở khi ngủ ở mức độ nhẹ. Và nếu mà chỉ số từ 15 đến 30 thì là ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở mức độ trung bình. Và nếu chỉ số AHI này lớn hơn 30 thì có nghĩa là bị ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn ở mức độ nặng thì ứng với mỗi cái mức độ thì mình sẽ có cái cách cái điều trị khác nhau. Dạ. Nếu như mà bệnh nhân của chúng ta không đo được đa ký giấc ngủ thì có thể đổi bằng đo đa ký hô hấp được hay không thưa bác sĩ khương? À được. Máy đo đa ký hô hấp cũng được công nhận để chẩn đoán trong cái việc mà chẩn đoán xác định cái bệnh lý à, ngáy và ngưng thở khi ngủ. Tuy nhiên thì đo đa ký hô hấp thì nó có cái cái kênh ít hơn nó chỉ có là đo cái luồng khí khi thở, cái chuyển động ngực bụng, cái oxy và có thể là đo thêm cái nhịp tim và điện tim. vì vậy nên nó không có đầy đủ và nó không có toàn diện bằng đo đa ký giấc ngủ. Dạ. và làm sao để chúng ta có phát hiện những ai thì họ có cái nguy cơ để mà họ có thể đo cái vấn đề là đa ký giấc ngủ hoặc là đo đa ký hô hấp thưa bác sĩ khương? thì những người mà như bác sĩ đã trình bày dạ. có các cái, cái triệu chứng mà mình nghi ngờ, chẳng hạn như là đó là thứ nhất ngáy rất là to, thứ hai là có cơn ngưng thở mà người thân chứng kiến và cái thứ ba đó là có buồn ngủ vào ban ngày. thì ở những người đối tượng mà có những cái triệu chứng này thì chúng ta có thể ngay lập tức đi đến cơ sở để có đo đa ký hô hấp hoặc là đo đa ký giấc ngủ. Dạ và nếu các bác sĩ đã chẩn đoán ra bệnh nhân họ bị ngưng thở khi ngủ rồi thì hướng điều trị hiện nay sẽ có những phương pháp nào thưa bác sĩ Khương? Thì để điều trị cái bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ thì hiện nay là có ba cái phương pháp chính. Thì ba cái phương pháp này có thể là tách rời nhưng mà cũng có thể là kết hợp với nhau để tạo ra một cái phương pháp điều trị tối ưu nhất cho người bệnh. Thì thứ nhất đó là vấn đề giảm cân. Thì khi cái người cái bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ như đã nói thì thường xảy ra ở những người béo phì. À, do vậy giảm cân là một trong những cái bước điều trị đầu tiên. Đặc biệt là ở những người mà có bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ ở mức độ à, nhẹ và trung bình thì cái việc giảm cân là là, là, là hầu như là, là 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 bắt buộc và nó luôn luôn có cái thứ hai đó là thở máy bằng CPAP thì thở máy bằng CPAP là được, được hay còn được gọi là thở bằng thở cái máy à, thở áp lực dương liên tục đó thì cái đây là một cái tiêu chuẩn vàng trong điều trị ngáy và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn tuy nhiên cũng không phải là bệnh nhân nào cũng có thể sử dụng cái máy CPAP này một cách dễ dàng và thành công Do vậy ở những người bệnh mà thở máy CPAP mà thất bại hoặc là không thể sử dụng máy CPAP được vì nhiều lý do thì có thể chuyển qua cái phương pháp thứ ba là cái phương pháp phẫu thuật. Đó. Tuy nhiên trên thực tế thì giảm cân nè, rồi thở máy bằng thở máy áp lực dương liên tục nè, thở máy CPAP và phẫu thuật là ba cái cái phương pháp này có thể kết hợp với nhau thực hiện cùng một lúc để là tối ưu hóa cái điều trị cho người bệnh. Vừa rồi thì bác sĩ Khương cũng đã đề cập đến là máy thở áp lực dương liên tục CPAP. Thì thanh giáo cũng biết thêm là còn có một máy gọi tên là BiPAP nữa. Vậy thì cái máy này nó khác nhau như thế nào so với máy trước thưa bác sĩ? À, cái máy thở mà CPAP đó là cái máy thở áp lực dương liên tục à, là một cái máy nó sẽ tạo ra thường là nó chạy bằng pin. À, nó sẽ tạo ra một cái dòng khí, cái dòng khí này nó phát ra liên tục và nó có cái áp lực cao hơn cái cái sức thở của mình nó tạo ra thành một cái nẹp khí ở trong cái đường hô hấp trên và nhờ đó nó chống đỡ các cái mô mềm nó không làm cho các cái mô mềm sụp xuống, không làm cho cái đường hô hấp trên hẹp lại. Đó, thì thông thường là cái áp lực này nó tính bằng là cm nước và cái máy thở CPAP thì thông thường người ta có sẵn cái chế độ nó dao động từ 4 đến 20 cm nước. Thì tuy nhiên, nếu những người nào mà thở mà với cái áp lực dương mà rất là lớn, à, ví dụ như cần phải áp lực dương là trên 15 cm nước thì họ sẽ rất là khó chịu bởi vì cái cái máy si thì nó sẽ cho ra cái lực liên tục cả ở thì hít vào và cả ở thì thở ra thì nó sẽ làm người bệnh rất là khó chịu và vậy sau này thì người ta có cho ra một cái máy gọi là bi bắp thì cái máy này nó sẽ có hai cái mức áp lực khác nhau ví dụ khi mình hít vào thì cái áp lực nó sẽ cao hơn nhằm nó đưa không khí vào và nó chống cái cái sự tắc của đường thở nhưng mà khi chúng ta thở ra thì nó sẽ có một cái áp lực à, là thấp hơn do vậy là bi báp có nghĩa là hai 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 cái áp lực dương liên tục như vậy thì cái máy bi báp thường được chỉ định cho những người nào mà thở à, với cái áp lực dương rất là cao và sử dụng cái si báp là thất bại nhưng mà máy bi báp nó có khuyết điểm là giá thành nó sẽ cao hơn. Dạ thưa bác sĩ về phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ bằng chúng ta thở máy siêu báp này thì liệu rằng bệnh nhân của mình sẽ gắn cái máy này thở suốt đời luôn hay sao và đối với cái phương pháp này đã có những ưu và khuyết điểm như thế nào thưa bác sĩ khương thì cái máy thở CPAP đó cái ưu điểm lớn nhất của nó đó là nó không có xâm lớn nó làm cho mình không có lo tai biến biến chứng gì hết đó. nhưng mà cái khuyết điểm của nó là cái thời gian sử dụng của nó rất là lâu và có thể là suốt đời tuy nhiên người ta vẫn khuyên là sau 6 tháng hoặc là sau một năm mình sử dụng máy CPAP đó, có thể mình đo lại cái đa ký giấc ngủ để mình coi lại là cùng với cái sự tập luyện cái sự kiên cử của mình thì cái việc mà ngáy và ngưng thở khi ngủ đó nó có giảm hay không nếu nó giảm thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái áp lực của cái máy si CPAP dần dần nó giảm lại và sẽ tới một lúc nào đó chúng ta sẽ cai được và không sử dụng máy CPAP nữa. Dạ, em rất cũng muốn hỏi một chút về vấn đề điều trị bằng phẫu thuật khi mà chúng ta điều trị uh, ngưng thở khi ngủ thì sẽ áp dụng cho những cái trường hợp như thế nào và hiệu quả ra sao thưa bác sĩ? Phương pháp điều trị bằng phẫu thuật cho bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ thì được áp dụng khi người bệnh không thể sử dụng máy CPAP được do nhiều lý do hoặc là người bệnh sử dụng máy CPAP nhưng mà thất bại và họ không có muốn không có muốn sử dụng máy CPAP. Tại vì nếu mà thanh ráp tưởng tượng một người bình thường giống như mình mà tối ngủ rồi có cái máy để sát một bên rồi có một cái map mà cái mask nó chụp vô mũi, chụp vô miệng thì người ta sẽ rất khó chịu. Thì Thật sự là đối với những người mà sử dụng máy CPAP đó, thì cái người mà bác sĩ đó phải tư vấn cho người ta, động viên người ta, khích lệ người ta à, rất là nhiều để người ta làm quen dần dần với cái máy CPAP. Thì khi mà người ta thở cái máy CPAP người ta thấy có hiệu quả thì người ta mới có thể là là, là sử dụng nó lâu dài. Tuy nhiên vẫn có những người họ không thể nào họ chịu được hoặc là khi họ sử dụng cái máy CPAP đó, thì họ có những cái tác dụng phụ chẳng hạn như họ bị khô cái đường hô hấp quá, họ bị chảy máu mũi hoặc là họ bị cảm có cái cảm giác ngợp ngạt khó thở và bức rứt làm cho cái giấc ngủ cũng không ngon thì đối với những người đó thì cũng thể có thể nghiên cứu một cái phương pháp điều trị à, khác đó là phẫu thuật thì phẫu thuật á, thì tùy theo cái, cái 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 chẩn đoán của bác sĩ mà chúng ta có thể à, phẫu thuật ở những cái cái vị trí khác nhau chẳng hạn như ở những người bệnh mà có những cái bất thường về khung xương thì chúng ta cần phải phẫu thuật trên cái khung xương còn những người bệnh mà có những cái bất thường ở trong cái mô mềm, chẳng hạn như hẹp à, van mũi hay là polyp mũi, cú mũi phì đại hoặc là lưỡi gà dài, amidan to, đáy lưỡi phì đại hoặc là có dài thanh thiệt hoặc là bất thường về thanh thiệt thì chúng ta có thể phẫu thuật tùy theo những cái vị trí để đạt cái hiệu quả tối đa trong cái việc điều trị bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. À, thưa bác sĩ về cái vấn đề phẫu thuật để mà chữa ngưng thở khi ngủ thì có nhiều người họ cho rằng phẫu thuật thì nó có bớt hay không và đặc biệt là sau khi phẫu thuật rồi thì cái nguy cơ tái phát nó có cao hay không thưa bác sĩ khương thì cảm ơn thanh rap thì đây là một cái câu hỏi mà rất là phổ biến rất là nhiều người bệnh hay đặt câu hỏi này cho bác sĩ thì thứ nhất chúng ta quay lại cái nguyên nhân nếu chúng ta phẫu thuật đúng nguyên nhân đúng vị trí do tắc nghẽn thì phẫu thuật hầu như là thành công nhưng mà thông thường thì trên thế giới thì người ta thống kê qua những cái nghiên cứu lớn thì người ta thấy tỷ lệ mà thành công của một cái phẫu thuật ngáy và ngưng thở khi ngủ thì nó nằm ở khoảng 80%. Lý do là người bình thường chúng ta vẫn ngáy. Người bình thường cái đường hô hấp nó vẫn hẹp lại khi ngủ ít nhiều do cái trương lực cơ khi ngủ là không còn nữa. Tuy nhiên chữa cái bệnh ngưng thở thì có thể là nó sẽ giảm đến 80% hoặc là hơn. Và đi cái vấn đề sau phẫu thuật rồi thì nó có tái phát hay không thưa bác sĩ Khương? Thì như đã nói là phẫu thuật á, à, cái nguyên nhân cũng ngáy và nguyên thở thì nó có nhiều nguyên nhân trong đó nó có nguyên nhân béo phì yeah. ví dụ khi chúng ta phẫu thuật chúng ta giải quyết tắc nghẽn ở cái thời điểm đó thì người bệnh đưa người bệnh trở lại bình thường tuy nhiên sau đó nếu mà mình không có giữ gìn mình không có tập luyện mình để cho nó tăng cân lên thì người chúng ta ví dụ mập lên thì cái đường hô hấp cái mở trong đường hô hấp nó sẽ tăng cao lên lúc đó nó sẽ dần dần nó sẽ làm hẹp lại đường hô hấp và từ đó sẽ là cái bệnh lý nó sẽ tái phát lại Dạ, đối với phương pháp phẫu thuật này thì bệnh nhân của mình sẽ đối diện với những cái tai biến hoặc là biến chứng nào thưa bác sĩ. Thì đã là phẫu thuật thì cũng giống như bao phẫu thuật khác thì đầu tiên chắc chắn là sẽ có hai cái biến chứng rất là thường gặp. Thứ nhất là chảy máu. Và thứ hai là nhiễm trùng. Riêng đối với cái phẫu thuật ngáy và ngưng thở khi ngủ bởi vì có can thiệp trên đường hô hấp nên cái việc mà chảy máu sau phẫu thuật đó là một cái biến chứng hết sức là nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tới tính mạng của người bệnh. Và ngoài ra khi mà can thiệp phẫu thuật trên những cái vị trí đặc biệt chẳng hạn như ở đáy lưỡi à, có thể làm đi là rối loạn vị giác và cái rối loạn vị giác này có thể kéo dài từ 6 tháng đến một năm hoặc là rất là ít người thì nó sẽ kéo dài vĩnh viễn còn cái thứ hai nữa là đó là khi mà phẫu thuật trên cái màng hầu lưỡi gà thì có đôi rút có gây ra những cái triệu chứng à, là, là ăn uống nó bị sặc tuy nhiên những cái triệu chứng ăn uống bị sặc này thường thông thường thì chỉ xảy ra tạm thời một đến hai tuần lễ thì sẽ hết Dạ. À, ngoài những phương pháp này, thì uh, trên mạng xã hội, thanh gặp thấy là họ còn quảng cáo rất là nhiều, đâu là những cái miếng để nhét vào mũi chống ngáy hoặc là những cái phương pháp, chẳng hạn như là tiếu laser của mình vào họng, vào miệng của mình để mà ngưng cái vấn đề ngưng thở khi ngủ hoặc là chống ngáy. thì liệu rằng những cái phương pháp này nó có hữu ích hay không thưa bác sĩ? Như bác sĩ đã chia sẻ, thì cái nguyên nhân của ngáy và ngưng thở khi ngủ là nó có nhiều cái nhóm nguyên nhân khác nhau. Có thể nguyên nhân đã ở mũi, nhưng cũng có thể nguyên nhân đã ở họng cũng có thể nguyên nhân đó ở là đáy lưỡi, cũng có thể nguyên nhân đó là ở thanh thiệt, hay cũng có thể nguyên nhân đó là do cái khung xương hàm trên và xương hàm dưới. do vậy một cái phương pháp nào mà khi người ta đưa ra, ví dụ như chẳng hạn như có một cái à, cái nút nào đó người ta đưa vào mũi, chỉ làm rộng cái van mũi mà người ta nói rằng chữa được cái bệnh ngáy và ngưng thở khi ngủ thì hoàn toàn là không có phù hợp. cái nguyên nhân của bệnh nó phải phù hợp với cái cái phương pháp điều trị thì nó mới giúp chúng ta chữa bệnh một cách chính xác và hiệu quả. À, thưa bác sĩ về phương pháp điều trị ngưng thở khi ngủ thì em cũng thấy là trên một số trang mạng họ có quảng cáo là chúng ta chiếu những cái tia laser vào miệng vào họng của mình để mà giải quyết cái tình trạng ngưng thở khi ngủ và ngáy thì liệu rằng phương pháp này à, về góc độ y học thì nó có đúng hay không, nó có chuẩn hay không và nó có triệt tiêu hoặc là chữa hết căn bệnh này hay không thưa bác sĩ? Cảm ơn Thanh Ráp rất là nhiều. Câu hỏi này cũng rất là nhiều người bệnh hay hỏi bác sĩ. Thì như đã nói. Nguyên nhân của ngáy và ngưng thở khi ngủ là có thể xuất hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Có thể ở mũi, có thể ở họng, ở lưỡi gà, ở amidan hoặc ở đáy lưỡi, hoặc là sâu hơn nữa là có thể những cái bất thường ở thanh thiệt. Do vậy, cái việc điều trị ở một vị trí nào không thôi, chỉ một vị trí không thôi thì không có dám chắc là sẽ chữa hết cái bệnh này. Ví dụ như chúng ta khi chúng ta điều trị ở mũi nhưng mà nguyên nhân của nó ở họng thì coi như cái việc điều trị của chúng ta là hoàn toàn không có hiệu quả hoặc là khi chúng ta điều trị ở họng nhưng mà nguyên nhân nó ở đáy lưỡi hoặc là nguyên nhân nó lại ở hạ họng thì cái vấn đề này lại càng không hiệu quả nữa hoặc là chúng ta một bệnh nhân có bất thường về khung xương thì cái việc nếu mà chúng ta chỉ đi điều, điều trị đi đốt những cái mô mềm hoặc là chiếu những cái tia vào mô mềm thì điều này nó không có một cái tác dụng gì để chữa bệnh cả Dạ, à, như từ đầu đến giờ thì bác sĩ Khương cũng đã chia sẻ giúp chúng ta có thể hiểu rất là rõ về căn bệnh này và rất nhiều những cái biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Thì quay trở lại cái vấn đề chúng ta phòng ngừa thì có những cách nào để mà phòng ngừa căn bệnh này thưa bác sĩ Khương? Thì để cái phòng ngừa cái bệnh lý ngáy và ngưng thở khi ngủ á, thì cái việc làm đầu tiên của chúng ta đó là chúng ta không để chúng ta bị tăng cân. Chúng ta phải để cái cái BMI của chúng ta được lý tưởng. BMI là cái chỉ số khối của cơ thể đó, nó bằng chiều cao. À, cân nặng chia cho chiều cao bình phương đó thì cái BMI này nó thông thường nó phải khoảng cỡ từ 22 đến 25 thì nó, nó giúp cho chúng ta không có bị quá cân thì khi chúng ta không quá bị quá cân thì cái đường hô hấp đó, nó sẽ rất là là rộng thoáng nó không bị những cái mô mỡ không có bị những cái mô thừa từ đó nó sau không có ngáy và nó không có gây tắc nghẽn cái đường thở là cái thứ hai nữa là, là chúng ta cần có một cái chế độ sinh hoạt rất là tốt Để cử những cái thuốc lá này cử rượu bia này chẳng hạn khi mà chúng ta uống rượu bia vô thì các cái cơ trên đường hô hấp nó sẽ lỏng lẻo nó sẽ nhão cái lúc chúng ta ngủ cái trương lực cơ nó sẽ giảm đi thì lúc đó cái đường hô hấp nó sẽ hẹp lại nên để ý khi mà ai đi nhậu về thì tối đó ngủ ngáy dữ lắm đó là cái nguyên nhân nó như vậy thì nếu mà chúng ta cử được cái rượu bia à, và thì cái cơ đường hô hấp nó sẽ mạnh hơn nó, nó không có bị hẹp lại thì nó cũng ngừa được cái bệnh ngáy và ngưng thở khi ngủ và cái thứ ba nữa đó là cái tư thế ngủ nếu chúng ta nằm ngửa thì thông thường nó sẽ đường hô hấp nó sẽ hẹp từ cái phía trước ra phía sau nó rất là dễ làm hẹp cái đường hô hấp lại và dễ dẫn tới ngáy và ngưng thở khi ngủ nếu chúng ta nằm nghiêng một bên thì cái điều này nó sẽ được khắc phục và cái sau cùng đó là chúng ta cần phải à, tập luyện thể dục thể thao à, cho nó cơ sở chúng ta nó thật khỏe nó tăng cường các cái sức mạnh cái trương lực cơ trong đường hô hấp trên từ đó cái việc mà xẹp cái đường hô hấp lại thì nó sẽ diễn ra rất là ít cơ hội để diễn ra. À, thay mặt cho tất cả quý vị khán giả theo dõi số phát sóng ngày hôm nay, Thanh Ráp xin trân trọng cảm ơn những thông tin chia sẻ của bác sĩ Khương trong số phát sóng lần này. Có thể một phần nào đó giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về căn bệnh ngưng thở khi ngủ và ngáy, nguyên nhân do đâu, chúng ta có những cách nào để điều trị và phòng ngừa căn bệnh này. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Khương ạ. À. Xin cảm ơn MC Thanh Ráp Xin cảm ơn quý vị khán giả dạ và quý vị thân mến với những thông tin vừa rồi được chia sẻ bởi thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn trương khương cũng đã khép lại số phát sóng ngày hôm nay thành đáp xin trân trọng cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại